Mày ổn không á? Nè, có gì cần là phải gọi tụi tao nha. Nay chị về đi, để em mà lại trông bác cho. Ừ, thôi. Về bây giờ chị cũng không yên tâm. Hai người cứ đi về đi. Có vấn đề gì, chị sẽ gọi điện báo ngay. Nhưng mà mẹ có ổn thiệt không? Mày cứ về đi, không sao đâu. Thôi được rồi, tụi tao đi về. Nhưng mà nhớ nha, có chuyện là phải gọi tao liền đó. Ừ. Ok, đi. Có gì gọi em liền nha. Lên nhà ngủ sớm ấy nhá, nhắn tin với trai khuya ít thôi, ốm mà đấy không ai thăm nom được đâu. Nè quên, ba mẹ tôi mới gửi ít quà Sài Gòn, có thích không? Đi lên nhà tôi chia cho một ít. Thích là nhích luôn. Mà này, chờ tí dòng gọn cái xe vào đây cái, bảo vệ xuống khóa xe, kéo lại thành ngủ ở đây. Xin mời, thích thì lên, đây vừa mới mua một ít đầm ngủ sexy lắm. Tính chiều đãi gì à? Cái thằng biến thái này, ông điên à? Tôi cho ông mượn mặt á thì có. Vớ vẩn. Mà lần nào lại còn hay nhắn tin không? Thì vẫn cứ thế, ý ai ý ôi. Nhưng mà tôi không có ngu, lóc rồi. Đúng 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 đúng. Lại đồng dài. Ừ đấy, rồi sao? Một em trai trẻ măng, tươi mát, dễ thương, cute. Ông không nghe người ta nói hả? Nước mắt em lâu bận tình yêu mới. Bà mà rộng mối quan hệ mới thì không sao. Nhưng mà ý tôi là sao không tìm một người mà đàng hoàng, chững chạc, đáng tin. Mà đẹp dai được một phần giống tôi thì càng tốt. Thôi. Ăn quen cái bọn chip hồi vơ vẩn. Muốn tạo hình tượng phú bà bao nuôi trai trẻ à? Cái thằng này thích đó rồi làm sao? Nè, dạng người đàn ông mà sâu sắc, có nội hàm. Thôi, không phải gu tôi sợ lắm. Đây chỉ thích trai trẻ, đơn giản, dễ hiểu, đỡ phải tư duy, rồi sao? Ba mươi mấy tuổi rồi đấy. Sống mà suy nghĩ đúng với độ tuổi của mình đi xem nào. Cái thằng này, con thằng này giỡn mà hả? Hai mẹ con chờ bố lâu không? Cũng mới thế ạ. Tặng em. Sao lại chúc mừng chúng ta. Một ngày đặc biệt. Ngày chúng ta bước ra ánh sáng. Hai mẹ con vất vả quá. Cái quái gì vậy nè? Nhìn chụp ảnh đi. Ừ, đúng không? Đây. Bố chụp trước cho. Đẹp quá. Nào. Một. Đẹp tên quá. Đổi kiểu. Rồi, gôn chụp cho bố mẹ nào. Chụp đẹp vào nhá. Ok. Cả nhà mình chụp nào, cả nhà mình chụp chứ. Nào. Có cả nhà chụp mới được. Nào. Sao cái tay lại văng ra thế này nhỉ? Ôi chị ơi, chị, cái tay. Em vừa nhìn thấy. Thấy cái gì? Cái tay của anh Trường động đậy chị ạ. Đâu? Ừ, thì, nhưng mà hay là có khi mắt em bị quáng gà chị ạ. Giời. Ui, đây đây, chị nhìn vào xem đây, đấy. Một tay anh động đậy đây này chị ơi. Đấy. Anh Trường. Anh Trường. Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Anh nghe thấy tôi nói có đúng không? Chị ơi, anh ấy tỉnh thật rồi chị ạ. Hả? Hả?
Gọi kia cho tôi. Gọi mau lên. Cô đi tìm cái Hà về đây cho tôi. Chắc là nó chưa đi xa đâu. Nhanh lên. Dạ vâng, em đi ngay ạ. Gọi kia cho tôi. Cô ấy đi rồi. Em đến rồi à? Em ngồi đi. Anh mất công chuẩn bị cầu kỳ như thế này để làm gì? Không ai đi ngoại tình mà khua khoáng như anh đâu. Thì em cứ ngồi đi đã. Nào. Ở kìa. Chán nhỉ? Anh đã mất rất nhiều tâm sức chuẩn bị lên ý tưởng cho bữa tối ngày hôm nay. Sao em không có tí cảm động gì thế? Anh không tin hả? Anh đang chuẩn bị cả loài hoa mà em thích nhất đấy. Kìa, tại sao em lại chuẩn bị khóc đây? Tại sao?